Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Thì bữa nay là ngày 27 tháng 3 năm 2023. Thì trong video này mình sẽ chơi mười mấy cái game bạn. Thì đầu tiên là cái game này đây chính là Power Quadrant bạn. Đấy, ta sẽ chơi ha. Bắt đầu. Ok. Ok, tiếp tục set đi ghi này. Okay, tiếp tục thứ ba, Legends Legacy Fighter.
tiếp bạn. Là cái trò chơi này ha, Stick Dragon Fight. Đi của thế
Ủa tôi tiếp tục để bê qua đi á. Ready? Fight!
Tích super file, ok. Chân phốc kẹt tiếp tục xếp file. Fight.
Thạch tên Spin Bourbon. Hey, chat. Saying okay, tiếp tục.
sẽ qua đi ạ. Mm-hmm.